ruột thịt sợ nhất điều này. Chào mừng quý vị khán thính giả đã đến với bài chia sẻ trên kênh Sách Nói Minh Triết. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, sống ở đời, cha mẹ chính là những người đã cho ta cuộc đời này và tặng ta những người anh chị em. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, có nhiều mối quan hệ ruột thịt lại trở nên xa cách, thậm chí chẳng thể đội trời chung, cũng bởi vì vướng mắc bởi lợi ích hoặc mâu thuẫn nào đó. Họ, những con người được ví như gà cùng một mẹ, lại trở thành những người xa lạ, rừng rưng và chẳng còn liên lạc với nhau. Dẫu biết cha mẹ sinh con, trời sinh tính, mỗi người có một tính cách, một môi trường sống và làm việc khác nhau. Và nếu không biết hòa hợp thì việc xảy ra xích mích là điều khó có thể tránh khỏi. Đặc biệt là với những người vốn đã từng rất quen thuộc với những ưu khuyết điểm của nhau, những xung đột và xa cách thường dễ xảy ra hơn. Vậy nên, quý vị ơi, anh chị em trong nhà, dù có thân thiết đến đâu, dù mối quan hệ có tốt cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng cần phải cẩn thận trong các vấn đề sau để tránh làm tổn thương tình cảm của nhau và cũng là cách tốt nhất để duy trì tình thân ruột thịt bền vững. Hãy cùng lắng nghe và chiêm nghiệm về điều này qua bài chia sẻ ngay sau đây, quý vị nhé. 8 việc càng là anh em trong nhà càng cần phải cẩn trọng. Việc thứ nhất, đừng khoe của cải trước mặt người thân. Tiền không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là thái độ của con người khi đối mặt với của cải. Bạn mua một chiếc xe mới, bạn mua một ngôi nhà mới hay mua một món đồ trang sức mới, mọi người đều mong điều tốt lành sẽ đến với bạn. Song điều đó không có nghĩa là bạn nên khoe khoang và tỏ ra mình hơn những người còn lại. Vậy nên, khi có của cải, điều ta cần nhất là tạo cho mình sự tự tin và khả năng giữ gìn phần vật chất này. Có như vậy, cuộc sống mới tự do và dễ dàng. Việc thứ hai, không khoe khoang về kiến thức của bản thân. Nhiều người có trong tay một lượng tài nguyên nhất định sẽ dễ bị thói phô trương. Từ đây nảy sinh ra sự ngạo mạn, tự mãn. Một người giỏi giang sẽ sử dụng kiến thức để thúc đẩy bản thân. Chỉ có kẻ dại dột mới dùng để khoe khoang, thể hiện. Cách làm này không những không nhận được sự tôn trọng của người khác mà còn bộc lộ sự thiếu hiểu biết của chính mình. Do vậy, những người có tầm nhìn và suy nghĩ sẽ không bao giờ khoe mẽ, thể hiện với người khác, đặc biệt là với những người trung cao niên. Họ chỉ dùng những gì mình học hỏi được để tích lũy, gột rửa tâm hồn và khai sáng trí tuệ. Việc thứ ba, không quá lạm dụng vay tiền. 5 ngón tay có ngón dài ngón ngắn. Trong một gia đình, mỗi anh chị em khi lớn lên sẽ có một cuộc sống khác nhau, nghề nghiệp khác nhau và điều kiện khác nhau. Sẽ có những lúc người này no đủ hơn người kia, cuộc sống còn nhiều chật vật. Sự giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các anh chị em là điều tốt, nhưng nó không thể bị ép buộc hoặc thậm chí còn là nghĩa vụ của một ai đó. Mỗi người kiếm được đồng tiền đều không hề đơn giản. Đừng tùy tiện mượn tiền của anh chị em hay tạo áp lực để họ phải cho vay tiền, nhất là khi nợ cũ còn chưa trả được hay không xác định được ngày trả lại khoản nợ này. Nhất là sau khi kết hôn, mỗi người có một gia đình riêng, đừng tùy tiện vay mượn tiền bạc kẻo nảy sinh ra tranh chấp, đừng để tiền làm tổn hại đến tình thân, anh chị em trở nên xa cách vì không làm được như lời đã hứa. Việc thứ tư, đừng để người thân trả tiền một mình. Trong gia đình sẽ có người này khá giả hơn người kia, nhưng không có nghĩa là có bất cứ việc gì cũng có thể để họ trả tiền hay đứng ra lo liệu về tài chính. Việc hiếu hỉ, dỗ chạp trong nhà nên là sự đóng góp chung của tất cả anh chị em. Khi bố mẹ đau ốm cũng vậy, nếu ai có điều kiện hơn, có thể đóng góp hỗ trợ bố mẹ nhiều hơn, khó khăn hơn, có thể hỗ trợ ít hơn. Không nên đổ trách nhiệm tài chính lên một ai đó, vì tiền bạc, lợi ích là hai điều nhạy cảm, có thể phá bỏ một mối quan hệ, kể cả tình thân ruột thịt. Việc thứ năm, rõ ràng trong làm ăn, hợp tác, trong cuộc sống. Có rất nhiều mối quan hệ từ anh chị em thân thiết quay sang oán hận nhau vì cùng hợp tác làm ăn nhưng lại không đạt được mục đích cuối cùng là thịnh vượng chung. Họ đổ lỗi cho người kia rằng không rõ ràng về tiền bạc, phân chia không hợp lý. Đây sẽ là điều dẫn đến rạn nứt trong mối quan hệ. Nếu mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến người khác, không lo nghĩ cho lợi ích của tập thể, thì mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ. Do đó, dù là làm bất cứ công việc gì cũng phải chú ý đến nguyên tắc cân bằng hợp lý. Đừng làm tổn thương người khác vì lợi ích, sự ích kỷ của bản thân. Đặc biệt, khi đó là những người bạn thân yêu nhất. Việc thứ sáu, không quên ơn. Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều khó tránh khỏi những lúc rơi vào cảnh khó khăn và cần đến sự giúp đỡ.
Dù là mối quan hệ nào, kể cả anh em ruột thịt, thì sự giúp đỡ luôn cần được thận trọng, biết ơn. Nhiều người bảo, anh chị em trong nhà mà còn cần phải câu nệ cảm ơn. Thế nhưng, đôi khi sự cảm ơn, biết ơn của những người ruột thịt trong nhà chẳng cần phải thể hiện qua lời nói, mà sự khắc cốt ghi tâm trong lòng cũng đủ. Đừng cho rằng một sự quan tâm, giúp đỡ của bất kỳ người thân nào đều là dĩ nhiên phải thế. Càng là ruột thịt, càng không được quên ơn. Người đó là những người ở ngay bên cạnh bạn, ngay cả khi thế giới quay lưng. Việc thứ bảy, không nói xấu nửa kia của người thân. Để hiểu được một người không thể chỉ trải qua vài lần gặp gỡ hay một vài hành động của họ. Vợ của chú, em chồng của cô, em, thế nào, người yêu của em trai ra sao? Tốt nhất đừng đưa ra những lời chê bai rằng họ không hợp hay quá chênh lệch về hình thức, tính cách, tâm lý, bởi chỉ có người trong cuộc mới hiểu vì sao họ lựa chọn anh ấy, cô ấy. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của người thân của bạn và đón nhận, dành tình cảm cho nửa kia của họ như bạn đã và đang dành tình cảm cho người thân của mình. Nếu có một sự góp ý nào đó, bạn nên cân nhắc để nói một cách chân thành, thẳng thắn thay vì nói xấu sau lưng, bởi đôi khi việc bạn nói xấu nửa kia của người thân có thể phá hủy mối quan hệ của họ, thậm chí còn làm rạn nứt tình cảm anh chị em trong gia đình lúc nào không hay. Việc thứ 8, đừng xóa bỏ mọi ranh giới, khoảng cách. Trong tiềm thức, chúng ta luôn nghĩ rằng những người thân ruột thịt sẽ cùng ta đi đến cuối con đường và chúng ta thường đặt nhiều kỳ vọng vào họ, dành trọn niềm tin. Tuy nhiên, mọi lòng tốt khi trao đi cần đúng đắn về phương pháp và cách làm. Ngay cả trong mối quan hệ anh chị em ruột thịt, điều này cũng không ngoại lệ. Vì thế, đừng đợi cho đến khi tổn thương nguôi ngoai rồi mới nghĩ đến việc bù đắp, mà hãy vạch rõ ranh giới cho nhau từ trước và duy trì một khoảng cách nhất định. Xa quá sẽ làm nguội lạnh lòng người, gần quá sẽ làm tổn thương tình cảm. Vâng, quý vị thân mến, thực tế cho thấy không phải cái gì cũng tự nhiên mà có. Các mối quan hệ trong cuộc sống cũng vậy, tất cả đều từ duyên mà ra. Duyên phận trong hiện tại được tích lũy từ nhiều kiếp trước và không phải tự nhiên là vợ chồng của nhau, là con cái của ba mẹ và là anh em trong một nhà. Tất cả những điều này đều bắt nguồn bởi chữ duyên. Đã là anh em trong một nhà thì cần phải yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Theo Đức Phật dạy về tình anh em sâu sắc, thấm đượm giá trị nhân văn, giúp chúng ta tỉnh ngộ, bởi tham, sân, hận để làm tăng nghiệp báo, gắn kết tình cảm anh em trong gia đình. Vậy nên, hữu duyên trong cuộc đời mới được làm anh em của nhau, được chung cha mẹ dạy dỗ và nuôi nấng. Bởi thế, chúng ta cần phải trân quý duyên lành này. Một khi đã là anh em ruột một nhà, thì đi cùng trời cuối đất, vẫn là anh em của nhau và chẳng thể tách rời. Cuộc sống hiện tại khi anh em tỏa đi muôn hướng để làm ăn, kinh tế phát triển, được cuộc sống, và ngay khi gia đình, dòng họ có việc lại về tụ họp đông đủ, đó chính là đạo lý truyền thống của người Việt Nam được gìn giữ và phát huy, cũng như cha ông chúng ta luôn căn dặn một giọt máu đào hơn ao nước lã. Bởi quan hệ của anh em trong gia đình, anh em dòng họ, vẫn là tình thân rất thiêng liêng và cao cả. Và cũng như lời Phật dạy rằng bóng mắt của thân tộc hơn người ngoài, tình anh em cảm hóa lòng người trong xã hội hiện tại không khó để bắt gặp cảnh tượng vì vật chất mà anh em trong gia đình chém giết, oán hận, từ mặt nhau. Quả thật, rất buồn khi xã hội càng hiện đại, thì con người lại coi trọng lợi ích cá nhân hơn tình thân. Ngọn lửa tham vọng âm ỉ cháy từ lâu để đến một ngày nó bùng cháy một cách dữ dội. Có câu chuyện rằng, ở Trung Quốc, thời nhà Minh, tại vùng Quý An của Chiết Giang, có nhà họ tên Nghiêm Phụng, sống vô cùng hòa nhã với mọi người. Một hôm, có người khách tên Thí Dực cùng quê đến chơi nhà và người này than phiền rằng anh em trong nhà phân chia tài sản không được đồng đều. Sau khi nghe câu chuyện, Nghiêm Phụng nói rằng tôi có người anh sức khỏe ốm yếu, điều đó đã luôn làm tôi chăn trở. Tôi chỉ mong anh mình có sức khỏe như những người bình thường, dẫu có phải bán hết nhà cửa, ruộng vườn, tôi cũng cam lòng. Nghiêm Phụng lúc này tuôn trào nước mắt khi nhắc đến người anh trai của mình. Lúc này, Thí Dực bừng tỉnh, sau những ngày tháng vì vật chất mà làm đứt mối quan hệ, hai anh em gia đình họ đã được giải hận thù, luôn luôn nhường nhịn nhau, đùm bọc, yên ấm. Đức Phật tấm gương sáng về tình anh em. Trên thực tế, có nhiều quan niệm sai lầm rằng những người đi tu là có thể trốn tránh sự đời, trốn tránh cuộc sống hiện tại và không có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Tuy nhiên, thì để hiểu được cặn kẽ, chân tu mới thấy chân quý những người giác ngộ,
tu hành chính quả. Ngay cả Đức Phật, dù đã đắc đạo, nhưng vẫn luôn giữ mối quan tâm đặc biệt với anh em, dòng tộc của mình, bởi vì Ngài luôn muốn đem những lời hay, tốt lành hóa giải nghiệp cho thân quyến và chúng sinh. Được biết, khi vua Suddhodana mời Đức Phật về quê thăm người thân và họ hàng nội ngoại, với mục đích cảm hóa, chuyển hóa nhận thức người dân, sống hòa thuận và thương yêu nhau, chuyển nghiệp xấu thành tốt, nhờ việc tu tập và nhờ những người thân hàng của Đức Phật đã cảm hóa mạnh mẽ trong toàn bộ thân tộc Thích Ca. Trước đây, hai dòng họ nội ngoại của Phật Thích Ca có sự bất đồng, mâu thuẫn sâu sắc. Theo đó, Ngài đã giảng giải cho mọi người hiểu về sự tạm bợ của cuộc sống hiện tại, của những vật chất tầm thường và những phương tiện sinh nhai hay những thú vui tầm thường. Và khi chúng ta chết đi, thì không thể nào có thể mang theo được cái cao quý mà con người cần phải giữ gìn là sinh mạng, nhân phẩm và tình đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Đặc biệt là đối với gia đình, dòng tộc, thì tình đoàn kết có vai trò rất quan trọng. Một khi anh em không hòa thuận, thì mâu thuẫn sẽ khiến cho chúng ta yếu thế, và chỉ có đoàn kết mới chính là sức mạnh không ai có thể nào hủy diệt được. Nhờ những đạo lý sâu sắc mà hai dòng tộc đã được hòa giải, mâu thuẫn từ đó trở thành một cộng đồng cư dân đoàn kết cùng nhau phát triển một cách bền vững. Bên cạnh đó, sự mâu thuẫn của dòng họ Thích Ca và vua Tỳ Lưu Ly đã khiến vua nhiều lần khởi binh tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Nhưng sự kết quyện từ nhiều đời đã khiến cho sự mâu thuẫn không thể cản ngăn. Dù cho Đức Phật có đưa ra lời khuyên, lý giải cho điều này là vì bởi nghiệp ác được kết tinh từ nhiều đời khó lòng hóa giải, và cũng bởi sự mâu thuẫn nội tại trong dòng tộc mà họ Thích Ca không thể nào chống lại được sự hủy diệt của đội quân vua Tỳ Lưu Ly. Tuy nhiên, thì không phải cứ là anh em là có thể nuông chiều và yêu thương mù quáng được. Trên cương vị là một người làm anh, cần phải dạy dỗ em biết phân biệt đúng sai, kính trên nhường dưới. Con người em thì cần phải tôn trọng người trên, sống đúng với lương tâm và bổn phận của người em. Những lời Phật dạy về tình anh em không chỉ là thương mà cần phải nghiêm khắc với những lời sai trái của người thân trong gia đình. Ở thời Đức Phật, có người em là Đề Bà Đạt Đa đã thỉnh năm việc với những yêu cầu không đúng với luân thường đạo lý, nên Đức Phật đã từ chối giúp đỡ. Lúc này, Ngài đã thẳng thừng phân tích rõ ràng đúng sai, khiến cho Đề Bà Đạt Đa tức giận, mưu hại Đức Phật, nhưng không thành. Có thể thấy, ở xã hội hiện đại, có rất nhiều tấm gương anh em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, nhưng cũng có không ít gia đình bởi vì vật chất mà sẵn sàng đổ máu với nhau. Như vậy, muôn kiếp sau, họ chỉ tạo ra nghiệp xấu và ắt sẽ phải gặp phải quả báo xấu. Trên đây là những lời Đức Phật dạy về tình anh em. Có làm anh và có làm em trong gia đình bởi tu nhiều kiếp để được hợp duyên ở kiếp này. Vì thế mỗi người cần phải biết trân trọng, vun vén và sẻ chia với nhau để tình thân thêm phần bền chặt. Quý vị thân mến, bên cạnh lời dạy về tình cảm anh chị em, Đức Phật cũng có những lời khuyên vô cùng đúng đắn về lòng tham của con người. Chúng ta sống ở đời, ai cũng muốn giàu sang, phú quý, đầy đủ, ấm no. Thế nhưng, khi đã đạt được điều đó rồi, chúng ta lại muốn được hơn thế nữa. Tại sao lại vậy? Đó là bởi tham, đó chính là lòng tham của con người. Đức Phật nói, những điều đó đều là ác pháp. Nếu con người cứ gần gũi, luôn luôn chạy theo bởi lòng tham muốn này mà không biết tránh xa nó, thì rất có thể bị nguy hại cho bản thân. Ngài thường dùng hình ảnh vàng, bạc, của báu, tài sản giống như con rắn độc, nó sẽ cắn chúng ta chết. Lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy. Cái túi mà không có đáy thì dù có được bao nhiêu vàng, bạc, của quý cũng không thể nào đầy được. Cũng vậy, lòng tham của con người thì vô độ, nên không có điểm dừng, không có giới hạn mà lại là vô hạn. Chính vì vậy, con người mãi chạy theo dục lạc để tận hưởng, không bao giờ biết dừng, giống như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn mà không thể nào biết rằng nó sẽ bị nguy hiểm biết nhường nào, và nó không thể nào biết được khi lao vào bóng đèn thì nó sẽ chết ngay. Con người không thấy được sự nguy hiểm của lòng tham dục, cho nên càng tham muốn càng khổ nhiều. Lòng tham này lại thể hiện dưới mọi hình thức khác nhau. Có người vì lòng tham mà cố gắng lo làm ăn bằng những nghề nghiệp, nuôi sống bằng các cách khác nhau như làm công cho nhà nước, làm công ty, làm ruộng, buôn bán, nuôi gia súc gia cầm. Ngày đêm thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả, dành dụm để tạo dựng sự nghiệp, sinh sống cho mình và gia đình nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Khi có được tài sản, thì luôn luôn ưu tư suy nghĩ sợ bị mất,
sợ bị ăn trộm. Người giàu sang có tiền của, tài sản cũng bị khổ là phải bảo bọc, giữ gìn. Nếu như lỡ may bị trộm cướp, bị lấy cắp, bị tịch thu, bị hỏa hoạn đốt cháy, hoặc lỡ bị lũ lụt cuốn trôi thì than vãn, khóc lóc, đấm ngực, mê man bất tỉnh, thì sự nỗ lực vất vả cố gắng đầy công sức để được giàu có, tài sản nhiều đó cũng hoài công, vô ích vì không có kết quả gì. Có người vì lòng tham mà không còn lương tâm, lương tri, ăn của hối lộ, ăn xén, ăn bớt của cải, mồ hôi, công sức của người khác. Có người vì lòng tham mà phải cờ bạc, cá độ để mong được giàu sang, có được tài sản, rốt cuộc giàu sang không thấy mà lại có một kết quả bi thảm. Đó là tán gia bại sản, của cải không còn, nhà cửa bị tịch thu. Có người vì lòng tham mà mua vé số, đánh số để cầu mong trúng số độc đắc, để có được nhiều tiền, giàu có, kết quả rồi cũng trắng tay, tan nhà nát cửa, nợ nần chồng chất. Có người vì lòng tham, mới đầu có chiếc xe đạp, khi có được chiếc xe đạp rồi lại mong muốn có chiếc xe Honda, khi có chiếc xe Honda rồi lại mong muốn có được chiếc xe hơi. Cho nên, lòng tham không có giới hạn là như vậy. Khi có được tài sản nhiều thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau, như dòng họ tranh chấp với nhau, chồng vợ tranh chấp, cha con tranh chấp, mẹ con tranh chấp, cả anh em tranh chấp, chị em tranh chấp, bạn bè tranh chấp. Con người vì nhu cầu vật chất, tiền bạc, tài sản mà theo đuổi theo lòng tham, bon sẻn, ích kỷ cho riêng mình, cho nên chuyện đổ vỡ, xung đột, gia đình đánh mất hạnh phúc cũng xảy ra từ đây. Nguyên do cũng chính bởi lòng tham này, nên không còn thương yêu nhau, đùm bọc nhau nữa, thường xuyên xảy ra chiến tranh tranh đoạt, tranh chấp lẫn nhau. Tất cả những sự ham muốn nêu trên đều mang một kết cục là khổ đau. Cho dù lòng tham muốn để được tài sản, giàu có được tạo nên bởi mọi hình thức nào, cũng đều mang lại sự thiệt hại, nguy hiểm cho chính mình, cho người thân và cho cả xã hội. Chúng đều là hành nghiệp của ác pháp, của bất thiện, được thể hiện trên thân hành, khẩu hành, ý hành của chính mình. Vì trong ý hành thường nghĩ đến chuyện muốn được giàu sang hơn người khác, cho nên thân hành và khẩu hành phải hành động làm hại mình, làm hại người và làm hại chúng sinh. Những sự việc nêu trên do lòng tham dục sai sử, chính dục làm nhân, sống làm ác hạnh về thân, làm cái ác hạnh về lời nói, làm cái ác hạnh về ý. Khi thân hoại, mạng chung, họ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là sự nguy hiểm các ác dục đưa đến đau khổ. Tương lai là khổ uẩn do dục làm nhân, do dục làm duyên, do chính dục làm nhân kinh khổ uẩn. Trung Bộ Đức Phật nói, những điều đó đều là ác pháp. Nếu con người cứ gần gũi, luôn luôn chạy theo bởi lòng tham muốn này mà không biết tránh xa nó, thì rất dễ có thể bị nguy hại cho bản thân. Ngài thường dùng hình ảnh vàng bạc của báu, tài sản giống như con rắn độc, nó sẽ cắn chúng ta chết. Nếu con người cứ chạy theo lòng ham muốn này để phục vụ cho đời sống, thì cứ phải chịu quả khổ đau mãi và con đường trôi lăn luân hồi sanh tử cũng từ đây. Đức Phật dạy, người nào từ bỏ lòng tham thì sẽ được giải thoát, không còn phải chịu khổ nữa vì nhân không tham nên quả không khổ. Khi mọi người biết được do chính lòng tham muốn mà bị khổ, thì hãy đoạn tận, từ bỏ lòng tham này, thì quả vị an lạc, hạnh phúc sẽ hiện diện liền. Đức Phật dạy rất thực tế, các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Đây là câu nói đúc kết từ sự chứng niệm của Đức Phật về sự khổ đau của cuộc đời, thường được Ngài sử dụng để khuyên nhắc chúng đệ tử xuất gia cũng như chúng đệ tử tại gia, chế ngự các ham muốn giác quan, sống nếp sống thiếu dục tri túc, không còn bị tác động bởi các động cơ dục lạc, thuận tiện cho việc tu tập, hướng đến giải thoát hoàn toàn mọi trói buộc, khổ đau. Mọi người nên học đức hạnh ít muốn, biết đủ, đừng có tham cầu nhiều. Cho dù bị nghèo khổ, túng thiếu, thì mình cũng cảm thấy đủ, không than phiền, oán trách, nên không cần phải cầu trời Phật phù hộ cho được giàu sang. Còn người có thì cũng nên học hạnh ít muốn, biết đủ, đừng ăn chơi xa xỉ, tiêu xài một cách phung phí, tốn hao của cải. Sự bất hạnh, đau khổ hay hạnh phúc, an vui, giàu hay nghèo, sang hay hèn, túng thiếu, đói khát hay đầy đủ, dư giả, đẹp hay xấu, tất cả đều do hành nghiệp nhân quả mà mọi người đã tạo ra, không phải do một thần linh hay một đấng tối cao nào ban phước hay giáng họa cho ai cả.
mà chính ta là chủ nhân của bao điều họa phước. Đức Phật dạy, con người muốn được giàu sang thì phải từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, keo kiệt, bùn xỉn thì sẽ hưởng được phước báu, hữu lậu, giàu sang. Nhưng khi được phước báu, hữu lậu, giàu sang, phú quý thì đừng hãnh diện, kiêu mạn với phước báu đó, vì sự giàu sang đó là pháp hữu vi, là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó mà phải học tính buông xả, xa lìa những cạm bẫy của dục lạc để thân tâm luôn được thanh thản, an lành, thì đây mới là phước báu vô lậu, không còn phải trôi lăn sinh tử nữa. Quý vị ơi, sống ở đời, dù có tiền nhét đầy túi, con người cũng khó có thể thỏa mãn lòng tham không đáy của mình. Ở đời có người chăm chăm thu lợi về mình, có người lại chỉ ham sống an nhàn, hưởng thụ, rất sợ khổ. Cũng có người cả đời chỉ sống vì hư danh. Đời người, kỵ nhất là chữ tham. Khi làm việc, kẻ chỉ tham lợi về mình sẽ khó mà làm nên chuyện. Nếu làm người mà chỉ cầu được nhàn rỗi, thì đời này coi như bỏ lỡ. Trong chuyện đối nhân xử thế, người mà chỉ tham hư danh thì muôn đời bất dung. Thế sự thiên biến vạn hóa, nhân sinh như một giấc mộng. Chỉ có không tham mới đưa ta ra khỏi bể khổ. Nếu phạm vào ba tham sau đây, thì công đức cả đời cực nhọc cũng sẽ đành đổ xuống sông xuống bể. Cái tham thứ nhất, làm việc đừng tham lợi về mình. Thế gian này vốn không thiếu những kẻ khôn lỏi, chỉ thích thu lợi về phía mình. Những người ấy thông minh, lanh lợi, chưa từng phạm sai lầm, cũng chưa từng chịu thiệt. Những người ấy luôn cẩn thận từng ly từng tí để bảo toàn thành quả của mình. Bọn họ rất giỏi, chứ không hề hồ đồ. Từng câu nói cho đến từng hành động đều được họ tính toán chi li, kẽ hở. Bọn họ giống như những con mãnh thú đang bảo vệ lãnh địa, không để cho bất cứ kẻ nào xâm phạm vào, dù chỉ là một tấc. Nhưng ông trời vốn chẳng cho không ai điều gì, mọi thứ đều đã được định sẵn, cái giá phải trả. Rồi nửa đêm nọ, chị hàng xóm hớt hải chạy đến xin tôi hai củ tỏi. Tôi dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chân lấy tỏi đưa cho chị. Khi nhận lấy hai củ tỏi, chị cảm ơn tôi bằng một giọng điệu rất cả mở kích. Lúc đó, tôi cũng chỉ tiếp miệng đáp lễ rằng, chị đừng nói vậy, mọi người đều là hàng xóm, tối lửa tắt đèn có nhau, hai củ tỏi này có là gì đâu. Vô tình, câu nói ấy đã cho chị hàng xóm cơ hội để kể lể về người khác. Chị nói, đúng vậy, chỉ là hai củ tỏi còn con thôi mà. Nhưng người sống cạnh nhà chị lại nghĩ khác. Mấy ngày trước, chị mượn của nhà đó ba cái bát và ba đôi đũa ăn cơm. Không ngờ hôm nay chị phát hiện bọn họ đã tránh mặt chị rồi. Đúng là cái đồ hẹp hòi, keo kiệt. Ở khu chúng tôi, chị gái này nổi tiếng với kiểu mượn đồ người khác xong không chịu trả. Khi đi chợ, chị thường kỳ kèo bớt tiền lẻ của chủ tiệm. Chỗ nào có đại hạ giá, chị đi tay không nhưng kiểu gì cũng xách về được vài ba món tặng phẩm. Chị thích cái chậu của nhà này liền tiện tay nhấc nó về nhà mình. Chị mượn cái bát nhà kia xem, đến ngày hôm sau nó nghiễm nhiên là của chị. Bản chất không xấu, nhưng chị lại mắc phải cái bệnh tật khôn lỏi, thích nhận vơ đồ của người khác. Sau khi tiễn chị về, tôi mở Facebook lên thì thấy chị đăng dòng status không nên chơi với người keo kiệt. Tự nhiên, tôi nhớ ra lời dạy, không nên chơi với người khôn lỏi. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định cũng sẽ tránh mặt chị, giống như người kia đã làm. Đã bị người khác giở trò khôn vặt rồi, chúng ta không đáng bị mang thêm tiếng oan là đồ keo kiệt. Không có ai trong chúng ta muốn rơi vào trường hợp đó cả. Sau này, trong một buổi liên hoan khu chung cư, chị gái kia lại tiếp tục cầm nhầm một thùng nước khoáng của ban quản lý khu dân cư. Sau khi phát giác, ban quản lý đã báo cảnh sát. Kể từ đó, tôi không còn thấy chị gái kia ở nơi này nữa. Có lẽ chị đã chuyển đến một nơi khác để sinh sống. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nghe thấy người lớn tới quanh nhà tôi lấy chị ta ra để nhắc nhở trẻ con. Người càng khôn vặt thì càng phải chịu thiệt nhiều. Con đừng có mà học theo kiểu đó nhé. Chị ấy chỉ vì một thùng nước, hai củ tỏi, ba cái bát mà đánh mất đi danh dự và nhân cách của mình. Đúng là tham cái nhỏ mà mất cái lớn. Một nhà văn từng nói, một người không thể hèn nhát mà chấp nhận chịu đựng mọi thiệt thòi, nhưng người ta cũng không thể quá đáng đến độ độc chiếm hết mọi lợi ích về mình. Tránh ra được những người khôn vặt là một điều may mắn. Ở đời, chúng ta bắt buộc phải học để không trở thành một người tham lam như vậy. Làm việc không khôn vặt mới có thể làm nên chuyện. Con đường trước sẽ trở nên rộng mở và tươi sáng hơn. Cái tham thứ hai, làm người đừng tham sống an nhàn. Một người từng nói,
lao động miệt mài có thể làm hưng thịnh quốc gia, nhàn nhã quá độ có thể làm hư thân, vong mạng. Trong cuộc sống, hăng say lao động sẽ giúp con người tươi trẻ và khỏe mạnh. Sự lười biếng và ham hưởng thụ sẽ làm cho con người yếu ớt và suy kiệt. Cái tham thứ ba, ứng xử đừng tham hư vinh. Kết tôi của một người bạn ngày trước, anh là trưởng phòng của một công ty start-up nổi tiếng, quản lý hơn 50 nhân viên dưới quyền. Trong mắt người trong ngành, anh là một trợ thủ đắc lực mà ông chủ nào cũng muốn lôi kéo về làm việc cho mình. Nhưng sau khi rơi vào cảnh thất nghiệp, anh lại trở thành kẻ trắng tay. Sự tôn trọng của nhân viên, sự tin tưởng của cấp trên và danh tiếng trong ngành của anh cũng đã tan theo mây gió. Thế sự thiên biến vạn hóa, nhân sinh như một giấc mộng. Chỉ có không tham mới đưa ta ra khỏi bể khổ. Nếu phạm vào ba tham sau đây, thì công đức cả đời cực nhọc cũng sẽ đành đổ xuống sông xuống bể. Đời người quá nhàn rỗi sẽ dễ sinh ra những suy nghĩ bất thiện, hại người hại mình. Đó cũng chính là đạo lý của cái gọi là nhàn cư vi bất thiện. Mọi sự lo âu và phiền não đều do nhàn rỗi mà ra. Con người một khi không có việc gì để làm, rảnh rỗi là nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng sợ hãi, càng sâu não. Cuối cùng chỉ còn dư lại những khổ hạnh mà đều là do bản thân nghĩ ngợi mà có. Tất nhiên, quá bận hoặc quá nhàn rỗi đều không tốt. Quá nhàn sẽ khiến cho người ta lụi bại, quá bận rộn thì đánh mất bản tính chân chính. Trong bận có rảnh, trong rảnh có bận, có việc để làm, có người để yêu thương, có chốn mong đợi. Đó mới là trạng thái trọn vẹn nhất của cuộc đời. Mọi thứ đều cần được điều hòa ở mức độ thích hợp, cần học cách co giãn, có mức độ vừa phải, biết tiến biết lùi, thì chúng ta mới có thể sống một cuộc sống thư thái và thoải mái đúng nghĩa, đồng thời nhìn thấy được những bức tranh phong cảnh muôn màu khác trong cuộc sống. Chúng ta có được hạnh phúc trong cuộc sống này là nhờ sự bận rộn, có được sự muôn màu muôn vẻ trong kiếp nhân sinh đó là nhờ sự thư thái. Dẫu biết, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống viên mãn khi già. Nhưng để có một cuộc sống hưởng lạc ấy, thì khi còn trẻ chúng ta phải nỗ lực hơn rất nhiều. Tại sao các tỷ phú, họ giàu như vậy nhưng họ vẫn từng ngày làm việc mà không dừng lại? Và nếu bạn lựa chọn an nhàn khi còn trẻ, rất có thể sau này bạn sẽ phải hối tiếc về một tuổi trẻ đã qua. Rất nhiều người luôn ngưỡng mộ phong thái rạng ngời của những nhân vật nổi tiếng. Thậm chí có người thầm nghĩ, phải chi Jack Ma là cha của mình thì tốt biết bao. Bạn đã bao giờ nghĩ như vậy chưa? Khi nghĩ như vậy, bạn bao nhiêu tuổi? 15 tuổi, 20 tuổi hay là 30 tuổi? Bạn vẫn còn trẻ. Như vậy trong độ tuổi thanh xuân phơi phới đó, bạn không dám mạo hiểm, không dám nỗ lực tìm kiếm, học bổng, không chịu tìm tòi những thử thách trong công việc, không phấn đấu hướng đến ước mơ của mình. Bạn vừa kết bạn trên WeChat, lướt Taobao mua đồ, ngủ nướng đến trưa, vừa mơ mộng rằng tốt nghiệp xong sẽ vào làm trong một công ty nổi tiếng, là một thời gian sẽ được thăng quan tiến chức. Mơ mộng rằng khởi nghiệp xong sẽ lập tức nhận về tiền đầu tư, cầm được tiền đầu tư sẽ niêm yết giá trên sàn chứng khoán. Mơ mộng rằng muốn gì sẽ có, lấy không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu bạn, an hưởng những năm tháng êm đềm trong cuộc đời của mình. Nhưng bạn dựa vào gì chứ? Dựa vào những gì mà bạn cho rằng chẳng cần phải bỏ ra chút công sức nào, cuộc sống sẽ dâng lên đến tận miệng bạn. Thứ bạn muốn ư? Năm xưa, khi thành lập công ty phiên dịch Hải Bắc, Jack Ma luôn trong tình trạng thu không đủ chi để duy trì công ty. Ông phải đi bán quần áo lót, quà tặng, thuốc men và các món đồ lặt vặt, tự mình bôn ba khắp nơi bán hàng, nếm trải đủ đắng cay, tủi nhục, chịu đủ vất vả, khổ sở trong suốt 3 năm trời. Công ty phiên dịch sống sót nhờ công việc buôn bán của Jack Ma. Sau này, khi thành lập công ty Alibaba, Jack Ma vẫn rất gian nan đi câu chuyện bên ngoài, vẫn đi bộ, rất ít khi đi taxi. Nghe nói, có một lần ông cùng nhân viên ra ngoài mua đồ, do phải xách rất nhiều đồ nên chẳng còn cách nào khác là phải gọi taxi. Họ đứng bên lề đường, lúc sau có một chiếc ô tô hiệu Santana ghé vào. Họ liền xua tay không đi, đợi mãi cho đến khi thấy một chiếc taxi hãng khác mới chịu lên xe. Lý do là vì xe taxi hãng đó mỗi km rẻ hơn vài nhân dân tệ so với xe Santana. Chúng ta chỉ nhìn thấy mặt hào nhoáng, đẹp đẽ của những người thành công mà không hề biết rằng, trước khi đạt được thành công, rất nhiều người trong số họ đã phải trong đèn thức đêm suốt bao nhiêu năm tháng để làm việc cật lực. Mỗi ngày chỉ dám ngủ có vài tiếng đồng hồ,
rồi bao nhiêu lần ngã xuống bùn đen, thậm chí còn bị kẻ khác dẫm đạp lên, lại gặp phải biết bao nhiêu tình cảm trớ trêu, lâm vào đường cùng bế tắc. Khi mải miết đi tìm công việc với mức lương cao, ổn định và không phải làm thêm, bạn cần phải hiểu rằng không bao giờ có công việc nào vừa nhiều tiền vừa nhàn hạ lại gần nhà bạn. Cho đi bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu. Bạn hoàn toàn có thể thành công, nhưng thành công đó không đến trong một sớm một chiều. Khi than vãn rằng mình không có một người cha giàu có, bạn phải biết rằng thời đại này không thể dựa vào cha vào mẹ mà phải dựa vào thực lực của bản thân. Nhà chính trị học người Pháp Romain Rolland đã thống kê nguồn gốc tài sản của những nhân vật giàu có ở các quốc gia khác nhau và phát hiện ra rằng tỷ lệ những người giàu có nhờ cha mẹ với những người nhờ năng lực bản thân về cơ bản là 1:1. Cũng có nghĩa là nếu bạn không có một ông bố giàu, bạn vẫn có cơ hội đạt được điều mà mình mong muốn nhờ vào năng lực của bản thân. Khi đánh mất ước mơ của mình trong những tháng ngày đơn điệu lặp đi lặp lại, bạn cần phải biết rằng ước mơ vẫn ở đâu đó, nhưng bạn có bắt tay vào thực hiện nó không? Bạn có thấy những ước mơ thuở nhỏ của mình thật mơ mộng và hão huyền, bây giờ nghĩ lại thấy nực cười biết bao. Khi trưởng thành, những ước mơ đó đã bị cơm áo gạo tiền gặm nhấm dần, mất đi thứ hào quang lung linh vốn có. Bạn không hy vọng gì vào ước mơ của mình nữa hay sao? Nếu bạn chưa từng nỗ lực tìm kiếm nó, làm sao biết mơ ước không thể thành hiện thực? Khi ca thán hoàn cảnh bất lợi, công việc khó khăn, bạn cần phải biết rằng kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng. Bất kỳ thời đại nào, kiếm tiền luôn giống như lao vào rừng rậm để khai phá và mở con đường mới. Lắm khi trải qua muôn trùng khó khăn, nằm gai nếm mật, vật vã cả năm trời nhưng không thu được đồng nào, thậm chí mất cả vốn liếng. Jack Ma từng nói, những ai bảo làm ăn dễ dàng đều là những kẻ bịp bợm. Thời đại nào cũng thế, làm ăn đều phải mạo hiểm, đều phải đổ rất nhiều mồ hôi, đầu tư công sức và trí óc. Những chuyện như trở thành tỷ phú sau một đêm chỉ có trong phim truyền hình mà thôi. Những công việc tốt đều đòi hỏi tích lũy thời gian và tâm huyết, chưa chắc đã giúp cho công việc thuận lợi, nhưng không chịu bỏ thời gian và tâm huyết thì chắc chắn không thể thành công. Khi bước trên hành trình của mình, hết ngõ trái lại ngõ phải xem lúc nào mới về đích, bạn cần hiểu rằng con đường đi đến thành công có vô số trở ngại, khó khăn. Chỉ cần một vấn đề không thể giải quyết là rất có thể mọi sức lực đều đổ xuống sông xuống biển. Hấp tấp muốn mau chóng thành công rất dễ khiến chúng ta đi vào mê muội. Thanh xuân là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời, cũng là những năm tháng then chốt có thể quyết định tương lai của một người. Nếu bạn được chọn an nhàn trong 15, tương lai buộc bạn sẽ phải vất vả trong 55 để bù đắp lại. Nếu bạn bươn trải, vất vả trong 15, thứ mà bạn chắc chắn có được là 55 hạnh phúc. Điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Thế nên bạn à, đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ. Tháng 11 năm 2015, Jack Ma tỷ phú thích đi giày vải đã nói rằng tôi nguyện đổi toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy thanh xuân. Để mà nói, thì điều quý giá nhất không phải là tiền bạc mà là thời gian. Thế nên, đừng lựa chọn an nhàn trong những năm tháng cần sự phấn đấu nhất khi còn ở độ tuổi thanh xuân với sự nhiệt huyết, năng động và những bài học từ thất bại. Hãy bước đều về phía trước, tự xây dựng một cuộc đời khác biệt trên hành trình đi đến trưởng thành. Mỗi người trẻ đều phải trải qua những tháng ngày trầm luân, vất vả. Những tháng ngày đó có thể là 1 năm, cũng có thể là 3 năm, 5 năm. Xét cho cùng, muốn một đời không khổ nhọc, chúng ta phải chịu khổ nhọc một đời. Vâng, kính thưa quý vị, bài chia sẻ của sách Nói Minh Triết xin được kết thúc tại đây. Hy vọng thông qua những chia sẻ này, quý vị sẽ có thêm cho mình những thông tin và cái nhìn bổ ích về cuộc sống và con người. Nếu quý vị thấy video hay và ý nghĩa, xin hãy cho chúng tôi một like, một chia sẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể lắng nghe thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị nhé. Những cánh chim bay cao của tinh thần chia sẻ từ khán giả thân mến, dưới ánh sáng ủng hộ của quý vị, chúng tôi đã bay vút như những con chim tự do, mang tới cho khán giả yêu quý những giây phút trải nghiệm ý nghĩa và những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một hành trình dài về những bài học quý giá trong cuộc sống, từ cách duy trì mối quan hệ gia đình, đến việc đối diện với lòng tham và cách thức sống một cuộc đời có ý nghĩa. Mỗi bước đi, mỗi lựa chọn đều ảnh hưởng đến hành trình của chính mình và những người xung quanh. Hy vọng rằng, sau những chia sẻ này,
mỗi người trong chúng ta sẽ biết cách trân trọng từng khoảnh khắc, yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau hơn, cũng như không ngừng phấn đấu và trưởng thành, hướng tới một tương lai tươi sáng và ý nghĩa hơn.